bạn. Hôm nay ba mình mua cho mình sô-cô-la. Thích bạn... nha, đây món quà, món các quà Giáng sinh. Các bạn có biết không, hôm nay là Giáng sinh rồi nên mình ba của mình tặng cho mình sô-cô-la với lại một cái dĩa. Hình gì? Hình đúng về nói em. Giờ mình sẽ cỡ ra, mình đưa cho các bạn coi nha. Một cái gì? Một cái mùi rỡ nè, một cái chuông nè. Đúng rồi, à, cái gì nữa? Một cái chuông màu đỏ nữa giống luôn. Một cái chuông màu đỏ nữa giống luôn như các bạn. Chuông màu đỏ nữa giống. Và một ông nhện nói em. Rồi, còn mình gì đó, nữa? Quả, mình... quả thông. Quả thông nè. Thêm một quả thông nữa. Thêm một cái chuông nữa nha. Còn đây là cái bịch. Mình dỡ ra cái này trước nha các bạn. Wow. Mình dỡ lên coi coi. Dỡ lên máy coi coi. Wow, hình ông già Noel luôn. Anh như các bạn. Wow. Một cái lỗ. Ngon ngon không? Ngon không con? Đưa má thử thử. Ngon không? Bẻ một miếng nha. Trời. Ngon không? Ngọt ngọt, béo béo. Hơi đắng đắng. Thơm thơm. Ông này lên đậm quà là các bạn. Đó. Ngon không con? Ngon ngon. Dính vậy. Thương nha. Hôm bữa Giáng sinh được má tặng sách, bây giờ được ba tặng chocola nữa ha. Thích không con? Thích. Ngon không? Này anh thích lắm á các bạn ơi. Ăn nhìn cái miệng kìa. Giáng sinh thường là có cái gì con ha? Lau miệng. Giáng sinh thường có gì ha? Cây thông nè. Quà. Đôi tay. Rồi gì nữa? Ông già nói em. Đây. Quả thông nè. Hình quả thông nè. Cái này hình quả chuông hả? Hình cái quả mà mình hay treo treo. À cái này mình treo trên cây thông được á con. Cái này để mình treo trên cây thông nè. Cái này để mình treo trên cây thông nhưng mà mình ăn được. Ngày mai con đem lên trường xong con treo lên cây thông luôn. Được không? Dính tay quá. Mình đem lên trường thôi nó chảy sao? Không, cái này nó không chảy đâu, cái này nó cứng đó. Không chảy. Đem cùng với cái dĩa luôn hả? Cái tay con chảy rồi. Tại dính nước miếng vô, dính cái tay con vô. Nếu mà con để vậy không là ngày mai nhiệt độ nó cao là nó không có chảy đâu. Nhiệt độ ở đây nó lạnh, nó không có chảy đâu các bạn ơi. Nè, cho con giấy nè. Giấy con chùi cái tay con nè, khăn giấy nè. Trời ơi. Ăn kìa. Nhìn cái miệng kìa. Ủa miệng kìa. Miệng kìa. Có cái lỗ. Đãi rồi. Chảy hả? Có ăn nhanh chứ không thôi là nó sẽ chảy á. Cái dĩa hình ông già Noel này các bạn có bông tuyết luôn. Có bông tuyết luôn. Thích nha. Cái miệng con, cái miệng. Ôi, cái miệng.
Như sô-cô-la dưới đây. Vậy hả? Bữa nay ăn sô-cô-la thỏa thích luôn ha. Cái mặt ông già Noel có hột sô-cô-la luôn. Đời giống ngờ. Ngờ, có miệng. Ba giống như vậy kêu gót quá. Lấy khăn giấy chùi tay coi. Ngon không? Ngon không con? Ngon hèn. Ngon hèn. Chốc rồi ạ. Thôi chào các bạn nha, nên ăn tiếp đây. Bye bye. Cái miệng.